Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng và bây giờ sẽ là các thông tin thời tiết cập nhật cùng với biên tập viên Lan Chi. Chị Lan Chi này, hôm nay thì miền Bắc và miền Trung thì nắng nóng đã bắt đầu giảm dần, thời tiết dịu đi. Nguyên nhân là vì sao thưa chị? Vâng, do là vùng áp thấp nóng phía Tây thì đã qua cái giai đoạn hoạt động mạnh nhất và bắt đầu suy yếu rồi. Bởi vậy mà nhiệt độ dự kiến là sẽ giảm từ 1 đến 3 độ C so với mấy ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa rồi. Khả năng là không còn nơi nào trên 41 độ C nữa. Vùng tâm nóng sẽ thu hẹp về khu vực từ Nghệ An vào đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 39 độ C và có điểm trên 39 độ C. Mặc dù vậy thì đây vẫn là mức nhiệt rất cao và thêm nữa thì nắng nóng từ đầu tuần cho đến giờ khiến nhiều người mệt mỏi. Người lao động ngoài trời thì cần đề phòng say nắng, say nóng. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 37 độ C. Bên phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay, ngoại trừ Cao Bằng còn nắng nóng 36 độ C, thì nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác phổ biến từ 30 đến 34 độ C. Kết hợp với độ ẩm luôn trên 60% sẽ gây ra cảm giác oi nóng vài tiếng buổi trưa. Lưu ý là đến chiều tối và đêm thì có thể có mưa rào trên khu vực vùng núi. Vâng, mưa thì cũng có thể xuất hiện ở Tây Nguyên, mưa trái mùa, và điều này thì có giúp nhiệt độ giảm đi đôi chút không phải chị Lan Trinh? Vâng, mưa trái mùa thì chỉ xuất hiện ở Kon Tum và Lâm Đồng trong chiều tối ngày hôm nay thôi, nên là cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ. Lượng mưa nhỏ khó cải thiện được tình trạng khô hạn và thiếu nước nữa. Mặc dù vậy thì cơn dông sau một ngày nắng gắt có thể kèm theo lốc, sét, quý vị hãy cảnh giác. Từ sáng đến chiều thì trời Tây Nguyên ít mây, nắng chói chang và nền nhiệt toàn miền thì vẫn ở mức từ 32 đến 36 độ C. Trong đó Kon Tum, Đắk Lắc thì có các điểm nắng nóng 35 đến 36 độ C. Với Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ C. Đáng chú ý là từ thứ Bảy tuần này thì nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và có nơi có thể lên tới 38 độ C. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay trời nắng, nhưng lưu ý là gió Đông Nam đến Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ổn định ở mức cấp 3 đến cấp 5. Cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin chi tiết vừa rồi. Có thể thấy là nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở nhiều địa phương. Chính vì thế quý vị nhớ uống đủ nước, hạn chế ra đường vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều để tránh say nắng và ảnh hưởng của tia UV.